Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình chiều nay thứ bảy ngày 13 tháng 11 có những nội dung chính sau. Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, người dân không nên chủ quan lơ là trong phòng dịch. Vaccine ngừa Covid-19 dạng hít vào giai đoạn 2 thử nghiệm lâm sàng. Cảnh giác trước những tin nhắn lừa đảo nhận trợ cấp mùa dịch. Thưa quý vị, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh vừa có công văn khẩn gửi Cục Y tế Dự phòng về đề xuất nhu cầu vaccine ngừa Covid-19 năm 2022. Hiện thành phố đang xây dựng kế hoạch tiêm mũi tăng cường, tức mũi thứ ba cho người dân trên địa bàn theo tần suất 6 tháng một mũi. Theo đó, thành phố cần khoảng 18 triệu liều vaccine cho 3 nhóm đối tượng. Cụ thể, nhóm từ 18 tuổi trở lên cần 14.417.600 liều, nhóm đối tượng từ 12 đến 17 tuổi cần 1.560.000 liều. Thành phố cũng cần trên 2,9 triệu liều vaccine cho trẻ em. Tính đến 31 tháng 10, Thành phố Hồ Chí Minh đã được cấp tổng cộng trên 14.200.000 liều vaccine các loại, bao gồm cả nguồn tài trợ. Trong số này, thành phố đã tiêm 13.713.153 mũi và đã điều chuyển 900.000 liều theo yêu cầu của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Như vậy, thành phố hiện còn 936.500 liều vaccine chưa tiêm. Cũng theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn số ca mắc COVID-19 mới tại các quận, huyện và thành phố Thủ Đức tăng cao trong những ngày qua đều có liên quan đến các khu công nghiệp, khu chế xuất. Một số địa phương đã phải kích hoạt trạm y tế lưu động. Từ ngày 23 tháng 10 đến nay, quận 12 đã ghi nhận hơn 8.000 trường hợp F0 mới. Riêng tại phường Hiệp Thành đã ghi nhận hơn 1.200 trường hợp. Đây là phường duy nhất của quận có khu công nghiệp. Hiện các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu ở công nhân, người dân sống ở các khu nhà trọ. Địa phương đã kích hoạt thêm 10 trạm y tế lưu động do bệnh viện quận 12 hỗ trợ nhân lực. Trong khi đó, huyện Bình Chánh hiện ghi nhận 6.201 ca F0 từ đầu tháng 10 đến nay. Số F0 cao nhất thuộc 3 xã Vĩnh Lộc A, Phạm Văn Hai và Lê Minh Xuân do sự hoạt động trở lại của các khu công nghiệp tại đây. Đa số các ca bệnh là ở trong các khu nhà trọ và đã được xử lý theo đúng quy định. Còn tại huyện Nhà Bè, các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân làm việc tại hai khu công nghiệp lớn là Hiệp Phước và Long Hậu. Áp lực của huyện Nhà Bè cũng là áp lực chung, tương tự như đối với các quận huyện có khu công nghiệp đóng trên địa bàn. Trước tình hình dịch COVID-19 tại thành phố vẫn còn phức tạp, nhiều ca mắc mới trong cộng đồng, một bộ phận người dân thì vẫn chủ quan. Nếu điều này không sớm thay đổi, hoàn toàn có thể khiến nguy cơ dịch tái bùng phát trong những tháng cuối năm nay. Mang khẩu trang là phương án bảo vệ dễ thực hiện và nên làm xuyên suốt khi ra ngoài. Chơi thể thao thì nó sẽ rất là khó chịu với lại khó thở, nhưng mà cũng phải tuân thủ nguyên tắc tại vì tình hình dịch nó vẫn còn chưa có ổn định. Đeo khẩu trang trong cái dịch bệnh giờ mấy tháng rồi nên thật là quen. Tại vì bây giờ cũng đang dịch đó, thì cái việc mình tuân thủ 5K thì nó giúp bảo vệ mình với lại những người khác. Theo quy định, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống phục vụ tại chỗ chỉ được hoạt động 50% công suất. Thế nhưng tại một số nơi, bàn ghế vẫn được bày san sát. Hiện tại đang tâm lý của mọi người có vẻ cũng khá là chủ quan. Nhiều khi mình mở cửa ra rồi, nhưng mà mọi người có vẻ cảm thấy là bây giờ mình đã chích ngừa rồi này nọ. Nên có vẻ cũng không có nặng như ngày xưa hay gì đó nữa, nên có vẻ mọi người cũng chủ quan. Người dân vẫn cần thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch. Không vì đã tiêm vaccine mà chủ quan để tránh dịch bùng phát một lần nữa. Dịch COVID-19 bùng phát, lực lượng lao động ngành du lịch chịu những tác động nghiêm trọng. Lượng khách sụt giảm, các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú tạm ngưng, người lao động phải chuyển sang làm công việc khác để duy trì cuộc sống. Vì vậy, đã tạo ra một khoảng trống lớn về nhân lực trong phục hồi du lịch sau dịch. Hiện Thành phố Hồ Chí Minh đang có kế hoạch hợp tác với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long để đào tạo nguồn nhân lực sau dịch. Tình trạng chung của nhiều điểm du lịch ở đồng bằng sông Cửu Long. Sau thời gian dài tạm đóng cửa vì dịch, khi chuẩn bị đón khách trở lại vào tháng 12 này, bài toán thiếu hụt nhân lực vẫn nan giải. Tại thời gian là 4 tháng nghỉ dịch vừa qua là cũng có một số anh chị em là cũng đã có tìm được một cái việc ổn định tại các khu công nghiệp rồi. Khi xây dựng kịch bản phục hồi, các đơn vị kinh doanh du lịch cũng tính toán phương án sử dụng, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với sự thay đổi hậu Covid-19, trong đó đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi thì có đơn vị đào tạo riêng, nếu mà địa phương có yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ. Chúng tôi không nói là địa phương là chưa có, chúng tôi chỉ làm sao là có thể là hệ thống lại và làm sao cho nó mang tính chất là chuyên nghiệp hơn. Khi mà cái nâng về chất
thì chúng ta sẽ chắc chắn là sẽ gia tăng về lượng. Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, ngành du lịch đặt mục tiêu tạo ra khoảng 5,5 đến 6 triệu việc làm, trong đó có khoảng 2 triệu việc làm cho nhân lực chất lượng cao. Từ đêm qua đến rạng sáng nay, tại tỉnh Quảng Ngãi xảy ra mưa lớn cùng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về, khiến sông Vệ, sông Trà Câu dâng cao, gần 200 nhà dân với khoảng 800 nhân khẩu bị ngập nặng. Theo chính quyền địa phương, gần 200 nhà dân dọc con sông này bị ngập từ 0,7 đến 1 mét. Ngay trong đêm 12 tháng 11, địa phương đã cho di dời khẩn cấp các hộ dân bị ngập sâu, giăng dây, cắm biển báo cảnh báo nguy hiểm, cấm người qua lại. Ngoài ra còn túc trực điều tiết phân luồng giao thông tại tuyến quốc lộ 1A. Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, hiện mực nước lúc 1 giờ ngày 13 tháng 11 trên sông Trà Câu, tại trạm Trà Câu là 2,67 mét, dưới mức báo động 1 là 0,83 mét. Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Câu tiếp tục lên và sau đó đạt đỉnh xuống chậm. Mưa lớn gây nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như ngập úng diện rộng. Khả năng từ nay đến ngày 15 tháng 11, tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tại tỉnh đảo Hải Nam, Trung Quốc, một công ty công nghệ sinh học đã ra mắt vaccine ngừa COVID-19 dạng hít đầu tiên trên thế giới. Hiện tại, vaccine dạng hít đang ở giai đoạn 2 của thử nghiệm lâm sàng và bước đầu đã cho những kết quả khả quan. Loại vaccine của CanSino được hít qua đường miệng vào đường hô hấp và phổi để kích thích miễn dịch niêm mạc mà vaccine dạng tiêm không thể tạo ra. Theo một nghiên cứu, liều lượng vaccine hít dạng khí dung bằng 1/5 liều vaccine tiêm, nhưng có khả năng kích hoạt phản ứng miễn dịch tế bào tương tự. Một liều vaccine hít bổ sung theo một lần sau khi tiêm có thể tạo ra phản ứng kháng thể trung hòa mạnh mẽ. Bắt đầu từ tháng 9 năm 2020, công tác thử nghiệm lâm sàng được thực hiện bởi các nhà khoa học của Viện Quân Y thuộc Học viện Khoa học Quân sự và Bệnh viện Trung Nam thuộc Đại học Vũ Hán, Trung Quốc. Hiện tại, Trung Quốc đã có hai loại vaccine được Tổ chức Y tế Thế giới WHO chấp thuận sử dụng trên toàn cầu là Sinopharm và Sinovac. Lễ hội khinh khí cầu quốc tế thường niên đã chính thức quay trở lại tại Mexico sau một năm ảnh hưởng vì đại dịch COVID-19. Sự kiện năm nay có 20 quốc gia tham dự. Khoảng 200 quả khinh khí cầu với nhiều hình dáng ngộ nghĩnh đang khiến cho bầu trời tại thành phố miền Trung León, Mexico ngập tràn sắc màu. Khác với năm ngoái, lễ hội năm nay mở cửa chào đón khách tham quan, nhưng những người tham gia vẫn phải tuân thủ các quy định phòng chống dịch COVID-19. Ban tổ chức lễ hội kỳ vọng sự kiện này sẽ giúp kích cầu ngành du lịch địa phương và mang về lợi ích kinh tế lên đến hơn 10 triệu đô la Mỹ. Năm ngoái do đại dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Mexico, lễ hội không mở cửa cho khách tham quan mà chỉ có 100 người là thành viên những đội lái khinh khí cầu. Dãy núi Dolomiti là một trong 4 kỳ quan của dãy Alps được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Được phân bố thành 9 vùng núi nhỏ, Dolomiti bao trùm một diện tích rộng lớn gần 142.000 km2, trải dài qua các tỉnh Belluno, Bolzano, Pordenone, Trento, Udine thuộc miền đông bắc Italia. Vẻ đẹp hùng tráng của vùng núi Dolomiti được tạo nên bằng những bức tường đá cao sừng sững dựng sát bên những thung lũng xanh ngát trải dài miên man. Phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây làm cho bạn phải rùng mình khi hiểu thế nào là đẹp đến nghẹt thở. Đặc trưng bởi địa hình núi đá vôi trẻ, Dolomiti là nơi có thể tìm thấy những bức tường đá vôi cao nhất thế giới. Trải qua thời gian, các điều kiện tự nhiên như thời tiết, gió, nước và trọng lực đã tác động mạnh mẽ đến các dãy núi, tạo nên những tuyệt tác thiên nhiên của ngày hôm nay. Dolomiti cũng được biết đến như một trung tâm thể thao nổi tiếng và lớn nhất của Italia vào mùa đông. Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cảnh báo việc xuất hiện tin nhắn lừa đảo liên quan đến việc nhận trợ cấp từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đây là những cái bẫy đánh vào tâm lý những người đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 và nếu không cảnh giác có thể gây ra những hậu quả khó lường. Tin nhắn gửi đến hàng loạt người lao động trong lúc Bảo hiểm xã hội đang chi trả hỗ trợ đánh vào tâm lý của nhiều người nhằm dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt thông tin ngân hàng, từ đó dễ dàng chiếm đoạt tài sản. Khi nhận được những cái thông tin, những cái tin nhắn với cái nội dung như trên, người dân cần lưu ý một số nội dung sau. Thứ nhất, đó là kiểm tra kỹ cái nội dung tin nhắn vừa nhận được, kể cả các cái tin nhắn từ các cái ngân hàng chính thống, chúng ta không vội vã trả lời hoặc là thực hiện theo những cái nội dung trong tin nhắn. Đặc biệt đó là tuyệt đối không được bấm vào các cái đường liên lạc. Cái thứ hai là tuyệt đối không cung cấp, chia sẻ các cái thông tin đăng nhập mã OTP cho bất kỳ ai với bất kỳ hình thức nào. Thường xuyên thay đổi mật khẩu Internet Banking, Smart Banking và có cái biện pháp để chúng ta quản lý bảo mật cái thông tin của chúng ta. Mỗi người dân cần hết sức tỉnh táo, không thực hiện theo những tin nhắn chưa được xác thực
tránh sa vào những cái bẫy được dàn sẵn, dẫn đến tiền mất nợ mang. Hai nam thanh niên điều khiển xe máy với tốc độ cao qua đường, tông trực diện vào hai người đàn ông chạy xe máy đi chiều ngược lại, khiến ba người bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào tối qua 12 tháng 11 trên quốc lộ 14, đoạn qua thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 45 phút cùng ngày, hai nam thanh niên điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Duẩn hướng từ thành phố Đồng Xoài đi thành phố Hồ Chí Minh. Đến đoạn ngã tư giao nhau giữa đường Lê Duẩn và quốc lộ 14 thuộc phường Tân Bình, xe này chạy nhanh, rẽ trái qua đường vào quốc lộ 14, tông trực diện vào xe máy do hai người đàn ông chở nhau đi ngược chiều trên quốc lộ 14. Hai người đàn ông ngã văng xuống đường, nằm bất động, còn hai nam thanh niên cùng xe máy tiếp tục văng lên phía trước hàng chục mét. Hậu quả có 3 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, 2 phương tiện hư hỏng nặng. Cảnh sát giao thông có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cũng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, sáng nay một vụ cháy đã xảy ra tại chợ Đức Liễu thuộc xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng. Sau một tiếng nổ lớn, ngọn lửa thiêu rụi gần như hoàn toàn nhà sách Thái Khang. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ rạng sáng nay, một số người dân sống trong khu vực chợ Đức Liễu bất ngờ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà sách Thái Khang nằm trong khuôn viên chợ. Khi người dân chạy ra ngoài thì phát hiện lửa bắt đầu bốc cháy từ phía trong nhà sách trên cửa cuốn. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh Bình Phước điều động xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng huyện Bù Đăng khống chế ngọn lửa. Sau hơn 1 giờ đồng hồ, ngọn lửa đã được dập tắt. Tuy nhiên, vụ cháy đã thiêu rụi gần như hoàn toàn các tài sản trong nhà sách, ước tính thiệt hại nặng nề. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sau những đợt mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, gián đoạn lưu thông trên nhiều tuyến đường trong tỉnh Khánh Hòa, trong đó đường tỉnh Lộ 2 đi từ Nha Trang đến huyện miền núi Khánh Vĩnh bị dòng lũ cắt đôi. Nhiều xe ô tô đã liều lĩnh chạy cả lên cây cầu treo dân sinh để vượt lũ, rất nguy hiểm. Ghi nhận tại tỉnh Lộ 2 nối thị trấn Khánh Vĩnh với các xã cánh Tây của huyện Khánh Vĩnh. Do nước lũ từ thượng nguồn con sông Cái đổ về cuồn cuộn, khiến cầu tràn thác ngựa trên tỉnh Lộ bị ngập trong lũ. Chính quyền nơi đây phải giăng dây, dựng biển cấm các phương tiện qua cầu, buộc người dân địa phương chạy xe máy phải lưu thông trên cây cầu treo dân sinh dự phòng cách đó không xa. Đáng nói hơn là nhiều xe ô tô cũng liều lĩnh chạy lên cây cầu treo chỉ dành cho xe hai bánh. Có lúc cả hai hoặc ba ô tô chạy cùng lúc lên cầu. Và do cầu treo quá hẹp, khiến các xe máy phải dừng lại nối đuôi nhau ngay trên cầu để nhường đường cho ô tô. Tình trạng này rất đáng phải báo động vì làm giảm tuổi thọ của cây cầu treo, khiến cây cầu sẽ có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào do vượt quá tải trọng thiết kế. Địa phương cần ngăn cấm tình trạng nguy hiểm trên nhằm đảm bảo an toàn việc đi lại cho người dân miền núi trong mùa mưa lũ. Thời gian gần đây, tình trạng phá rừng ở tỉnh Đắk Lắk vẫn diễn biến rất phức tạp. Lâm tặc luôn có nhiều chiêu thức, mánh khóe để qua mắt đối phó với lực lượng chức năng và cơ quan quản lý bảo vệ rừng, ghi nhận ở huyện Krông Bông. Trong 10 tháng đầu năm, lực lượng chức năng huyện Krông Bông phát hiện xử lý 20 vụ với 24 đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép. Qua đó đã thu giữ tang vật hơn 80 mét khối gỗ các loại và nhiều tang vật chứng liên quan. Chưa kể, không ít hộ dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào xâm chiếm đất rừng để làm nương rẫy với những chiêu thức phá rừng nhỏ giọt. Các đối tượng sử dụng các cái thủ đoạn rất là tinh vi, họ khai thác, lấn chiếm, phá rừng ở cái mức độ nhỏ, ví dụ như 500 mét vuông, 300 mét vuông, rồi tháng này khai thác chỗ này, rồi đến tháng sau lại đến phá rừng ở những lô khoảnh khắc khoảng 200 mét vuông, 500 mét vuông. Và cứ nhiều lần như vậy thì lực lượng chức năng sẽ không thể phát hiện được, và khi phát hiện được thì cũng không thể xử lý được. Thực tế cho thấy nhiều chủ rừng và lực lượng chức năng ở cơ sở có phần buông lỏng trách nhiệm trong công tác quản lý bảo vệ rừng, thiếu đôn đốc việc tuần tra trên thực địa. Ở một số nơi, tình trạng xâm hại rừng xảy ra trong thời gian dài, chỉ đến khi công an vào cuộc điều tra mới được phát hiện xử lý. Chỉ trong ngày hôm qua, công an tỉnh An Giang đã bắt quả tang 3 xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không rõ nguồn gốc, giá trị hàng hóa lên tới khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong lúc tuần tra, lực lượng chức năng tỉnh An Giang phát hiện xe tải do tài xế Nguyễn Hữu Chánh, ngụ tại huyện Phú Tân điều khiển có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển nhiều hàng hóa gồm quần áo, đồ điện tử, linh kiện bếp ga, thiết bị y tế và vải các loại, tổng giá trị lô hàng khoảng 900 triệu đồng. Trước đó sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang 2 xe tải vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhãn mác nước ngoài không rõ nguồn gốc. Tổng giá trị hàng hóa trên 2 xe khoảng 600 triệu đồng.
Số hàng này đều không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Công an An Giang lập biên bản tạm giữ hàng hóa cùng phương tiện và bàn giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Hôm nay, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết châu Âu đã trải qua một tuần căng thẳng vì đại dịch COVID-19 với số ca mắc mới trong tuần cao nhất từ trước đến nay, gần 2 triệu ca mắc và gần 27.000 trường hợp tử vong. Một số quốc gia đã siết chặt hơn các biện pháp giãn cách và phong tỏa, trong khi các nước khác đã chuẩn bị cho một mùa đông lạnh giá và kỳ nghỉ lễ đang đến gần, tiềm tàng nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Theo WHO, một số quốc gia Tây Âu có tỷ lệ tiêm vaccine cao vẫn ghi nhận số ca mắc mới rất cao, cho thấy các biện pháp phòng dịch chủ động ngăn nguy cơ lây lan vẫn cực kỳ quan trọng. WHO khuyến cáo các nước cần ra kế hoạch phòng tránh dịch tùy theo điều kiện của mình. Trong khi đó, Đức và Anh báo động tình trạng hệ thống y tế quá tải và bắt đầu xem xét tái áp đặt lệnh giới hạn. Từ ngày 12 tháng 11, Cộng hòa Séc buộc xét nghiệm cho tất cả học sinh tiểu học và trung học phổ thông. Chính phủ cũng đang bàn bạc với nhóm chuyên gia để gia tăng giãn cách nếu cần thiết. Cộng hòa Séc hiện có tỷ lệ tiêm ngừa dưới mức trung bình của Liên minh châu Âu EU. Còn Hà Lan sẽ trở lại trạng thái phong tỏa một phần. Chính phủ yêu cầu nhà hàng, cửa hàng đóng cửa sớm và cấm khán giả tham gia các sự kiện thể thao lớn. Hà Lan cũng yêu cầu quán cà phê và câu lạc bộ đêm phải đóng cửa sớm. Thành phố Hồ Chí Minh đang từng bước nối lại các hoạt động kinh tế xã hội để thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Rất mong quý vị trong thời gian này vì sự an toàn của chính mình và người thân cùng nỗ lực giữ vững thành quả chung, thực hiện nghiêm 7 thông điệp của ngành y tế thành phố gồm: toàn dân đoàn kết chung sức đồng lòng đẩy lùi dịch COVID-19, mỗi người dân là một chiến sĩ, mỗi phường xã thị trấn là một pháo đài phòng chống dịch COVID-19. Chủ động phòng chống dịch COVID-19 là trách nhiệm của mỗi người dân. Ý thức công dân, ý thức cộng đồng, chung sức chung lòng phòng ngừa COVID. Vaccine phòng COVID-19 tốt nhất là vaccine được tiêm sớm nhất. Tuân thủ quy định khi cách ly là góp phần làm giảm lây lan dịch bệnh cho cộng đồng. 5K cộng vaccine là phòng bệnh hiệu quả. Chương trình 60 giây xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.